Thì nó sẽ có một cái núm ở đó, muốn liếm này. Là sao, giống như là mấy lần em ra hớt tóc này, em hay hỏi anh Hiền đó là sao mà ở nhà vuốt nó lại không đẹp bằng ngoài tiệm. Kiểu mới có dấu ngà, mới có dấu ngà, mấy lần hỏi cũng dữ lắm mà không biết có chỉ chưa nữa. Ok, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Hà Hiền và các bạn đang xem video này trên Forum Barber TV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái video review pomade. Chắc có lẽ là đây sẽ là một cái review khá là đặc biệt, bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ có đến hai điểm đặc biệt. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái dòng sản phẩm đặc biệt, thứ hai là chúng ta sẽ đến với một khách mời đặc biệt để cùng Hà Hiền review cái dòng sản phẩm này trong video lần này. Khách mời của chúng ta sẽ là OK, hello, wow. OK, mọi người thì ngày hôm nay khách mời của chúng ta sẽ là Bo Bụi. Em Dũng. OK, thì hôm nay Bo cũng là một khách hàng thân thiết của mình, cũng là người em của mình. Thì ngày hôm nay Bo đến đây với một cái cương vị sẽ là một cái người đồng hành với mình, cùng với mình test thử. Review cho các bạn xem về một cái dòng sản phẩm rất là đặc biệt, rất là mới của Broad. Thì bữa giờ có giới thiệu cho em gửi hình đồ này nọ kia cho coi, đồ gửi clip cho coi thì rất là khoái, rất là tới. Em nghĩ sao? Nói chung thì em xài nhiều loại để mà nói chung là cho đầu tóc nhiều cỡ nào thì anh Hiền cũng biết rồi. Mà khi mà nghe anh Hiền gửi cho những cái mà nói chung là mới đi, mình rất là háo hức. Và đặc biệt là mình rất là thích những thương hiệu đến từ Nhật Bản. Nhìn Hiền rất là kêu, giống anh Hiền kêu là qua liền thôi chứ. Nhìn rất là giống Nhật các bạn, thấy không? Nhìn style, quần áo cho đến gương mặt đó thì rất là hợp, rất là phù hợp nữa. Mà hôm trước thì anh em cũng đã vừa mới cắt một cái tóc mang cái phong cách nó hơi Nhật một tí. Hồi một xưa kiểu nó hoài niệm, hoài kiểu mà kiểu mà giống như mấy anh Nhật cổ đó đó. Thì từ trước giờ mình review á là mình cô đơn các bạn, mình rất là cô độc. Và ngày hôm nay á mình làm một cái review để mà mình có thêm người bạn đồng hành nữa, để cho nó có một cái gì đó gọi là rất là khách quan, đúng không? Đúng rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy được hình ảnh của cái dòng sản phẩm này ngay bây giờ. OK, xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là Gloss from Japan, một cái thương hiệu đến từ Nhật Bản mà nội địa Nhật Bản luôn nha. Và cái hôm nay mình sẽ giới thiệu cho Bo với tất cả mọi người một cái phần, một trong cái thế giới của Gloss là clay pomade. Thì clay, tại sao mình lại chọn Bo là tại vì cái clay này nó rất là phù hợp với cái kiểu của kiểu tóc của Bo hiện tại. Sao thấy sao? Em muốn xài lửa chưa sức quá là dành rồi hả? Thì theo em thì mới cầm vô nha, cái kiểu nó đóng siêu rất là kỹ các bạn. Nói chung là nó không có bị nhăm nhở là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hồi nãy em có sờ vô á, cái em rất là thích những cái hộp mà nó có cái chất liệu giống như là nó cái lớp sơn nó hơi mờ tí, mộc đúng không? Cái này chắc hợp với em rồi. Tại vì đúng thiệt luôn là Nhật Bản riêng về cái khoản mà làm đẹp á, nó có một cái gì đó nó quá dị rồi. Nhật thì kiểu giống như là đẹp mà không cần cố, kiểu vậy. Và nó hơi chút giống như là vintage tí, cổ điển tí. Đó thì cái vẻ bề ngoài của nó thì giống như là mọi người cũng biết là nếu mà mình xem tới cái series của Broad này á thì mọi người sẽ thấy được là nó có rất là nhiều dòng. Nhưng mà dành riêng ra cái video này là mình chỉ sử dụng
đúng cái Clay Pro Max này thôi. Nhưng mà nói lại là cái này là cái dòng nội địa Nhật, nghĩa là em nhìn thử đi, em nhìn thử đi, nghĩa là ngoài cái tên và những cái này để worldwide, nghĩa là đằng sau á là mình sẽ thấy được là tất cả là bằng tiếng Nhật hết, nó không có tiếng Anh. Và theo em hiểu biết á thì những cái hàng mà kiểu như là có cái chữ Made in Japan hoặc là Japan Made thì nó rất là cái uy tín, uy tín giống như là tự hào của người Nhật luôn á, kiểu vậy á. Đúng là kiểu mà Nhật sản xuất luôn. Nhưng mà em có một thắc mắc là tại sao lại là Cross, tại sao lại là không phải cái khác mà lại là cái này, thì tại sao mà họ lại, anh với họ có thể đi đến thống nhất với nhau là hợp tác? À, ok, câu hỏi rất là hay. Câu hỏi rất là hay thì thật sự là đến ngày hôm nay á thì mình cũng không biết là tại sao nữa các bạn. Chỉ biết một phần á là tất cả những cái mà mình tìm thấy nhau á, nghĩa là mình đã thấy được Rod rất là lâu rồi, ra dòng sản phẩm này, dòng sản phẩm kia, và cái cách mà họ trang trí hay là cái cách mà họ thiết kế, họ đưa ra những cái thiết kế thì mình thấy là ô, mình thích quá. Đầu tiên là mình phải thích chứ là đầu tiên là mình phải thích trước đã, sau đó là mình đến một cái lúc mình ấn tượng ban đầu, xong rồi đến một cái lúc là mình quyết định là phải làm một cái gì đó nó khác hơn. Tự nhiên cái mình quyết định ra là mình nói là tại sao mình lại không mạnh dạn, mình lại không thử một lần vậy đi để mà mình nói chuyện với Rod. Thì ban đầu á là Rod từ chối, thật sự là ban đầu là Rod từ chối. Rod nó kiểu nó không có muốn nói chuyện với mình. Đó thì tại vì họ không biết mình là ai hết, và họ cũng nghe Việt Nam, mà họ lúc nào họ cũng nghĩ Việt Nam mình kiểu gọi là nó không có xịn như là kiểu giống như những cái nước khác, họ thiên hướng về châu Âu nhiều hơn. Đó thì khi mà mình tức quá, thế là mình tức quá mình mới gửi cho họ cái profile của mình, và mình kèm những cái video mà mình đã từng làm và những cái hình ảnh của tiệm của mình như thế nào. Thì khi mà gửi cho họ là họ lại thấy là ô, thằng này hợp với mình, thằng này match với mình nè. Đó thì lúc đó đó họ lại thay đổi cái cách nói chuyện, cái cách nói chuyện của mình, thì họ lại thấy là ồ, này nó không có cùi như mình nghĩ, này nó không phải cùi bắp, này nó không phải là ức ơ ở đâu tới. Thì em cũng phải là công nhận cái chuyện đó. Thì thứ nhất là tại sao mỗi lần mà qua anh Hiền lúc nào cũng phải mua cái này cái kia mới hết, tại vì qua cái câu chuyện mà anh Hiền mới chia sẻ thì là cảm thấy là thứ nhất là mình đang được có một cái nơi xài những cái sản phẩm mới và độc quyền, và thứ nhất là đương nhiên là khách hàng mang tới là quyền lợi cho em, giống như em cũng là khách hàng. Đúng rồi. Em rất là thích cái chuyện đó. Và cái thứ hai là mình cũng rất là thích nữa là cho họ thấy là mình cái Việt Nam của mình có những cái văn hóa như này cũng rất là phát triển, và nói chung là không nên coi thường Việt Nam quá. Đúng rồi, kiểu. Thời trang của em được đại loại là vậy, nhưng mà thực sự là cái brand Bo Bụi thì nó đã đi rất là xa rồi, anh còn cảm thấy bất ngờ khi mà nó đi xa vậy nữa. Giống như cái kiểu mà em làm hình ảnh nó cũng giống vậy, mình luôn muốn có cái gì đó rất là đặc biệt, rất là tự hào về Việt Nam đó. Cho nên là, và anh nhớ hoài luôn là cái bộ đồ của Dế, bộ đồ của Giới Chắc khi mà thi rap Việt ở cái vòng 2 hay vòng 3 gì đó, thì Giới Chắc có mặc cái bộ đồ và cái nón lá đội trên đầu với hai cái râu dế, thì cái đó là cái concept của Bo Bụi các bạn. Đó là cái concept của Bo Bụi, và ngày hôm nay thì mình mới bật mí cho các bạn. Mặc dù không biết là Bo Bụi có thông báo cái đó không, quảng cáo cái đó không, nhưng mà ngày hôm nay trên kênh của Pro Râu thì mình sẽ bật mí cho các bạn về cái điều đó. Và cái đó là anh thấy rất là hay, và cái bài đó nó cũng rất là hay luôn. Bây giờ thì không nói dài nói dòng nữa, thì ngay bây giờ mình sẽ để Bo khui cái clay luôn hả? Có một cái lạnh đó, đó. Một cái siêu rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ nhưng mà mình mở hơi nhầm nhở các bạn. Không sao, bóc cái siêu ra là cái màu nó, đúng không, cái màu giống như cái siêu hồi nãy là nó hơi bóng bóng các bạn, thì mình chỉ thấy một cái lớp ở đây mà nó mờ. Bây giờ cầm nguyên con giống như là cầm một nguyên một khối mà nó nhám mà nó mờ mà cái màu không, mà phải nói là Rod làm cái form hợp á, cái size hợp á, anh cầm vô anh cảm thấy rất là đã nha. Đúng. Nghĩa là nó hơn mấy thằng có nghĩa là sẽ có nhiều brand em xài là nó sẽ, thứ nhất là nó dày luôn, thứ hai là nó dày, nó kiểu cái hũ nó dài lên đúng không, nó cao lên, nó cái lọ nó cũng là 4OZ thôi, nhưng mà lại cảm thấy là nó rất là nhiều. Đúng là phong cách cổ điển mà nó sẽ hơi kiểu xước tí. Chứ mà mấy cái này là in đó nha, chứ không phải là nó bị chày đâu. Cái này là tất cả là cái thiết kế hiệu ứng. Ok, rồi bây giờ mình sẽ open nó. Trước khi mà em mà đương nhiên là quan tâm chất lượng rồi, nhưng mà trước khi mà em xài cái này, lúc nào em mở hũ ra đầu tiên là cũng là thử cái mùi. Ok, thứ nhất là coi nó có hợp không đã, có hợp cái mùi không đã. Đó thì ra là
đúng kiểu là nó bơm á các bạn, nó bơm xong cái nó ngắt, nó sẽ có một cái núm ở đó. Đó thì ở bên trong á nó sẽ là một cái lượng giống như là kem vậy á. Bù lại một cái nữa là khi mà lấy ra thì lấy ra rất là dễ. Bò thử quẹt một cái thử đi, thử quẹt một cái thử rồi coi nó cái độ cứng của nó cỡ nào như thế nào. Sờ trên bề mặt thì khá là mềm. Lấy đó, cái đó quan trọng đó, cái đó quan trọng. Cái này được chưa, đúng không? Cỡ tóc em. Đúng rồi, đúng rồi, cỡ đó đó. Nó nó mịn nhưng mà nó không phải kiểu như là nước nó trôi các bạn. Thường là vậy đúng không? Ok. Nó vẫn còn đặc, nó không có bị giống như là chay nước ra nhiều quá. Nhưng mà cái này là nếu kiểu cái thành phần chắc nó kiểu không có nhiều nước lắm đúng không? À, cái này chắc phải hỏi kỹ hơn. Không là mùi thì anh sẽ mùi nó không quá nặng là ok rồi. Đúng rồi, cái mùi ok rồi đó. Đúng rồi, hay. Thì ngay bây giờ là mình sẽ sử dụng thử lên tóc của bò bụi luôn và mình sẽ chỉnh thử rồi là cái kiểu nó sẽ ra như thế nào. Ok, let's check it out. Thì có một cái mà em thắc mắc hoài đó nha, là sao giống như là mấy lần em ra hớt tóc này em hay hỏi anh Hiền đó là sao mà ở nhà vuốt nó lại không đẹp bằng ngoài tiệm. Ý là vẫn ok đúng không, nhưng mà ở ngoài tiệm hình như nó có một cái gì đó nó khác với mấy bạn, kiểu mấy có dấu nghề mấy lần hỏi cũng dữ lắm mà không biết có chỉ chưa nữa. Ok, thì thật sự á là nó đơn giản thôi, nó chỉ là một, anh nghĩ là do chính là vì cái cách mà mình nhìn thôi, cái góc độ mà mình nhìn thôi. Tại vì cái góc độ mình nhìn thì mình chỉ thấy được đằng trước phần này hay là như thế nào đó thôi, thì mình rất là khó để mà mình thấy hai cái phần đằng sau hay là cái gì đó, ngay cái đỉnh đầu của mình không có thấy được. Cho nên là đó là cái là anh nghĩ là chính xác nhất cho cái chuyện là mình không thể làm giống như là ở tiệm được. Còn ở tiệm ví dụ như anh nhìn em đi thì anh sẽ nhìn được rất là nhiều góc độ. Đó thì anh nhìn được góc độ anh sẽ thấy được chỗ này chưa đẹp thì mình sẽ chỉnh chỗ đó. Ngay cả bản thân anh cũng vậy thôi, đôi khi là những cái ngôi anh chải nó còn bị méo chỗ này méo chỗ kia đó, mà tại vì cái đó là do mình tự chải mà mình không có cái đủ cái gương hay là gì đó, là cho dù có đủ đi nữa mình cũng không có đủ thế để mà mình làm nó tròn trịa 100% giống như là anh em thợ ở ngoài. Và thậm chí là anh em thợ ở ngoài là họ cầm cái lược nhiều hơn em cầm. Đúng rồi, đó đúng cho rồi. Nên đó là cái cách mà họ điều khiển cái lược nó sẽ tốt hơn. Ok, thì ngay bây giờ thì anh sẽ lấy ra một ít để test lên đóng lại. Đó là xài xong rồi mình phải đóng lại nha các bạn. Mỗi khi mà các bạn lưu ý là mỗi khi mà mình xài cái gì cũng vậy, các bạn nhớ các bạn đóng lại trước khi mà các bạn quay lại để các bạn lấy tiếp. Để cho, tại vì có rất là nhiều dòng nó sẽ rất là mau khô. Nó bị khô cái bề mặt và nó ảnh hưởng đến cái sau này. Ok, bây giờ mình sẽ tán đều ra hết hai tay ha. Sau đó mình sẽ đánh lên. Thì với cái dạng clay này á thì nó sẽ khá là rít. Nó sẽ khá là rít và nó sẽ khá là mau khô. Nó rất là mau khô cho nên là mình phải phút này mình phải nhanh tay một chút. Mình đánh và mình chà nó. Ban đầu á thì mình phủ ở ngoài trước, xong rồi bắt đầu mình mới bóp nó để mình len vô trong mấy cái kẽ đó. Thì cái này là chắc là anh chỉ em ở nhà em làm được rồi đúng không? Với lại cái kiểu của bo là nó rất là dễ nè, nó texture cho nên là nó cái này kiểu này chỉ cần để nó không tự nhiên thôi. Đúng rồi, kiểu anh để nó không tự nhiên thôi là nó ra Nhật đục. Cắt tóc Nhật, mặc đồ style Nhật, để tóc Nhật, xài pomade Nhật. Đấy nhầm, combo Japan quá. Nhờ tóc cắt ở Việt Nam nha các bạn. Đẹp trai quá các bạn. Đẹp trai quá cho nên là cắt cái gì cũng thấy đẹp hết. Cảm ơn thầy. Đó, mình lấy một cái khăn cho các bạn coi. Đó, đó thì nó sẽ đó, cái size nó là sẽ vậy đó. Cái phong cách kiểu nó vậy. Cho nên là các bạn đừng nói là rối hay gì nha. Thì cái này á, nó sẽ rất là phù hợp cho mấy anh em kiểu mà xài kiểu rối rối hay là kiểu whip. Em thấy whip ở Việt Nam mọi người để nhiều mà. Để nhiều lắm. Nó ứng dụng cao. Nghĩa là xài nó rất là dễ rồi nó đi làm đi học gì cũng cảm thấy ok á. Còn tóc này thì kiểu nó hơi quậy một chút đúng không? Cảm giác nó cái cảm giác nó khá là, nói chung là nhìn vô nó hơi rít đúng không? Nhìn vô thì nó tạo kiểu nó khá là ok các bạn. Cái điều thì nó hơi rít tí thôi. Nhưng mà nói chung là em thấy ok. Ok phết á. Anh nghĩ là trong Rod á thì đây là một cái dòng sản phẩm rất là nổi trội, rất là đặc biệt luôn. Và cái bằng chứng là bữa giờ, đến bây giờ nha, lấy về cũng rất là lâu rồi nhưng mà đến bây giờ mình mới có thời gian để mình quay cái video này. Cái hộp này chắc là đợt thứ ba thứ tư gì rồi đó về Việt Nam á. Nghĩa là tại vì là cái này nó rất là tiệm cận, nó rất là gần gũi với khách hàng và nó rất là dễ để cho họ
sử dụng hay là họ mua, họ xài và nó thực dụng, cái tính ứng dụng của nó rất là cao, cho nên là anh không có, bởi vậy đó là lý do mà đến bây giờ mình mới quay video, tại vì mình không có hàng để mình quay video nữa. Hôm nay thì cũng rất là vui khi mà Bo Bụi đã đồng hành cùng với Hà Hiền trong cái video review lần này, để không có cảm nhận được cái sự cô đơn nữa các bạn. Đó, cho nên là quyết định là ngày hôm nay là tặng cho Bo Bụi hũ này luôn. Đó, để Bo Bụi có hàng xài chơi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Và đây là những cái gì mà mình có thể cùng với Bo Bụi có thể mang lại cho tất cả các bạn về hiểu biết thêm về cái dòng sản phẩm mới ngày hôm nay của chúng ta. Và đúng rồi, có cái xe mới đúng không? Đang mới đi qua đây luôn. Thì thật ra là cũng tính, ý là nãy giờ anh Thiền hỏi là, thì thật ra mình sức là cũng trong tiệm thôi. Mà bây giờ thì thôi, sẵn đi chơi, anh em đi chơi xe mới rồi. À, ý là nó rủ mình đi chơi nhưng mà coi là... đi ra đường, đi cái thử. Này xài như thế nào nó mới quan trọng mấy bạn. Yeah, được đi chơi các bạn, đi chơi. Và sẵn đây thì mình cũng sẽ gửi cho các bạn, tặng các bạn một cái đoạn đằng sau luôn, cái đoạn credit luôn. Nhưng mà cái đoạn credit này nó sẽ thể hiện cho cái việc là các bạn sẽ thấy dễ dàng hơn là cái việc là khi mà dùng cross format ra ngoài đường thì nó sẽ trông như thế nào. Yeah, đơn giản chỉ là vậy thôi. Nhớ comment, nhớ subscribe, like, chia sẻ gì đó, bla bla bla, tùm lum tùm la các cái mọi thứ trên kênh của For Our Barber TV. Và nhớ ủng hộ đồ của Bo Bụi. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi chơi để cho các bạn coi chúng tôi đi chơi đây, đi vòng Sài Gòn chơi. Yeah. Ê, quên lấy hũ rót nè. Ê, quên. Mà em xíu mất hàng.